Trời, mọi người biết không, cái clip này, cái MV này á, cái MV này là Trang còn không make up. Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi quay MV và tôi không make up. Ekip đúng kiểu có mấy anh em tự cầm máy quay cho nhau á, không thèm make up luôn mà tin được luôn. Hồi xưa là em thần tượng chị Thùy Chi. Em cực kỳ thần tượng chị Thùy Chi luôn. Mà hồi xưa chị Thùy Chi là đi diễn không thèm make up. Các em cũng bắt chước chị Thùy Chi. Không tin được. Không, thần tượng thích nhất bên nào của Thùy Chi rồi. Em nghe từ mấy cái bài như là chị hỏi ngang cái em quên tiêu trời. Lặng im nè, xe đạp nè, giấc mơ trường. Hồi xưa em phát âm không có rõ. Tại kiểu thật ra em không có giỏi về tiếng Hoa, nhà em là người Hoa nhưng không có giỏi tiếng Hoa. Nhưng mà kiểu nhà người Hoa á thì cái giọng nói mình cũng sẽ bị lai á, phát âm không có chuẩn. Cho nên là em rất là thần tượng chị Thùy Chi, cái kiểu mà giọng mà kiểu trong veo, kiểu đúng một cái giọng thiên thần á. Vừa cất lên một cái là kiểu trời ơi tê tái. Xong rồi nghe chị Thùy Chi nhiều lắm cho nên là mới tập phát âm lại cái giọng của mình cho nó chuẩn hơn á. Mặc dù bây giờ nó cũng không có gọi là chuẩn lắm đâu nhưng mà đỡ hồi xưa nhiều, rất nhiều luôn á. Đẹp xe nơi sân trường, tóc em buông dài. Thực ra cái bài này em hay hát tiếng Nhật hơn á. Nó có bài tiếng Nhật á. Sakurai no hau koro watashi wa ittori. Osake ire. Không biết đúng không? Me na tachitsuku supeta. Không có nhớ lời lắm cho nên không biết đúng không? Sorry mọi người nếu mà chị hát sai. Thì con nói em bật khóc, anh đâu có hát nơi này. Em vẫn ôm hình bóng đêm đêm nhớ trong môi mòn. Tình kia đây vẫn vơ, tình đầu là xa xa. Biết thế sao em vẫn hoài mong anh. Nghe lại mắc cười quá. Thanh xuân đó, thanh xuân nhiều người lắm. Nhưng mà cái bài này nha, đi đâu cũng bị bác hát cho bằng được nha. Không biết tại sao nhưng mà mở màn là vẫn phải là bài Tây. Thanh xuân cũng nhiều người quá. Cái bài MV mặt mộc đó hả? Thôi mà đừng có nhắc lại nữa mà. Không tin là không make up luôn á trời. Không thèm thoa son luôn nữa. Lúc đó là kiểu uống nước ngọt cho nó đỏ đỏ cái môi. Chị tin rất đỏ. Đó là chị là ca sĩ độc nhất Việt Nam khi quay MV mà không. Tôi không hiểu tại sao tôi có thể làm được gì đó không make up. Mà lúc đó là Trang mới có lớp 10 à. Trang mới có lớp 10 cho nên là kiểu cái mặt mình nó còn chưa có phát triển hết nữa. Đã vậy còn không thèm make up. Gan chưa? Mấy mong như mọi chưa nha, cái nào nghiệm nha. Rồi 1 2 3.
Nhẹ nhẹ má. Quá căng quá chứ đâu. Cắn. Xin lỗi là con gái mà tính nết không gái lắm nha mọi người. Có phố nơi nơi mình quen nhau, có những chiều mưa rơi ướt vai, có những lần mình hẹn ngày mai, hẹn yêu mãi, hẹn chung lối đi. Quay zoom cận mặt Trâm nè cưng. Ôi xấu hổ lắm, trời đất ơi. Em kêu chú bán lại đi rồi. Không, nhưng mà Hồng Ngọc là chỉ còn thiếu một chữ đó thôi. Không, dạ. Tại chị biên tập, chị ác, chị để chị đi để ngọc trai đen, chị không thèm để ngọc trai trắng luôn. Vâng, đấy. Bọn em thì cũng không có cái gì đáng hồng luôn. Hồng Ngọc lớn chứ. Biết sao không? Nói chung là vấn đề là vì em không có nghe giọng của Ngọc giờ đúng không? Đúng rồi. Chứ nếu như mà nghe là nghe mình biết liền. Chị Ngọc chủ yếu hoạt động trong thành phố Hồ Chí Minh. Em ở ngoài Hà Nội em làm gì? Dạ. Em không nghe nhạc ở trong Nam. Cho nên là chăm hai đứa con chị ạ. À? Ok. Đó, chăm hai đứa con. Thế là chúng mình đã có trà sữa rồi đấy. Thưa quý vị ạ. À? Đây là 4 ly. Vui như ly của tôi đã đoán được tôi. Đúng rồi, tôi rất là vui. Nhớ không em? Gia đình chúng tôi rất là hãnh diện. Con cháu ở trong nhà. Con cháu trong nhà nó đoán được ngoại nó. Thật ra mọi người cũng không nên trách Trang. Tại vì Trang cũng có một khoảng thời gian đâu có hoạt động đâu. Tận 6 không năm. Không hoạt động thì cũng phải nghe nhạc chứ. Không, em bởi vậy em không quan tâm. Không, người ta xem hài. Quan tâm thì cũng phải coi hài chứ. Tại vì lúc đó em hoạt động mình bị stress khác vậy. Nhưng mà không phải coi hài tôi. Bởi vậy coi cái gì. Em biết kịch bản mà chị. Em coi em đâu có nghe nhạc được đâu. Em phải coi phim nhiều để em biết kịch bản. Dạ không có internet thông cảm đi. Anh à. Thôi ấy em đi, đừng nhiều lời nguy biển à. Bốn ly trà sữa. Tiếc thật đó, ui chị tiếc lắm mi. Chỉ có một chữ thôi chị. Ồ, đúng một chữ. Thôi hãy im đi, kẻ không bao giờ nghe âm nhạc. Không nghe. Người ta đã kêu là đoán lại đi rồi, không nghe. Bà đoán cái gì mà phía ngoài. Bà có đi xa luôn, bà đi xa. Bà đi ngoài Bắc không? Bà đi xa ngoài Bắc không? Nhưng mà em nhớ là chị nói là được Hồng Ngọc rồi mà. Ừ, rồi bà lại kêu một cái tự nhiên cái. Xong rồi cái đi sang đến Diệp Lâm Anh luôn. Vì chị không, hay quá. Vì anh chắc cái gì không? Mất chữ Ngọc. Chị không. Chị đưa cho em. Mất chữ Ngọc. Nói chung là tình nhắn em rồi chị chắc hai. Lúc chị Ngọc hình như chị Ngọc có lỡ lời đúng không chị? Hả? Chị Ngọc có nói. À hồi nãy biết. Hồi nãy như vậy đã cho một cái hình rồi. Em đã cho một cái hình rồi. Chị không ngờ trái chị Ngọc của em. Chị Ngọc của em. Chị Ngọc của em nhưng mà em lại. Chị đã tưởng là chị Ngọc. Tôi bắn qua bên đây thôi. Tôi bắn thấy đồ. Tôi hỏi một sự bắn qua bên đây. Em hay quá chị rồi. Chị Ngọc của em. Em nhớ là cái tập của Puka. Puka cũng nhớ lời. Thế sao vậy? Đó cái gì cũng biết chơi mà tới mình là chơi. Chơi mắt. Hồi nãy là ai giúp em đúng không? Đúng rồi. Ai đó? Ai giữa đúng không? Ai giữa? Ai giúp với tôi chị? Bay ra ngoài. Tập này đừng phát sóng. Mẹ biết mẹ buồn đó. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.